Hello mọi người, thì mấy hôm nay mình có thấy được một tựa game được quảng cáo khá là nhiều. Mình thấy nó được review là meta mới dành cho người lười. Thì mình mới đầu nghe cũng khá là hứng thú, tại vì mình là một người chơi game này thuộc cái dạng khá là lười. Nên thì mình sẽ quyết tâm là mình sẽ tải và chơi cũng như là trải nghiệm thử nha mọi người. Ok. A few moments later. Thì mình đã tới xong rồi mọi người, mình sẽ vô game. Rồi yeah, cái phần cốt truyện thì mình skip nha. Mình ít khi mà mình đọc cốt truyện game lắm mọi người. Các cốt truyện nè. Ơi, cô gái nhu mì. Chắc đây là một NPC. Cái phần này mình sẽ đọc sương sương nha. Này chắc giống như bao tựa game khác thôi chứ. Men này chắc nó cũng mới Isekai hay gì, nó mất trí nhớ rồi nè mọi người. Thiệt là quái chữ. Xong rồi nó cũng bắt mình chọn nhân vật. Với một thằng xin lỗi mình chắc chắn chọn nhân vật nam rồi. Rồi tới phần chọn trang phục nè, cái này chắc chọn bộ này nhìn cho nó ngậu, cho nó phong trần độ mọi người. Rồi chuẩn tóc nè, vàng nha. Rồi mình chú bá chuẩn tóc nâu nâu đen đen đi. Ừ. Rồi mình sẽ chọn cái loại khuôn mặt nha. À đủ, có cái khuôn mặt của ghê chắc nè. Giờ mình kiếm thêm bộ gông nữa là ngậu liền. Ui, nhìn đẹp trai vãi. Nhìn này như mấy ông daddy vậy mọi người. Daddy, sugar daddy vậy mọi người. Mình tới khúc đặt tên rồi nè mọi người. Mọi người nghĩ mình nên đặt tên gì? Mọi người sẽ để là chúa tể bóng tối nha. Rồi xong rồi thì mình đã chọn được cái tên người chúa tể ải trẻ. Trời, cái tên ngầu vãi luôn người. Ai nghe là cũng phải thấy sợ rồi đó. Xong rồi nó cũng bắt mình vô và nó bắt mình chỉ map mọi người. Chỉ map làm quét đồ. Nhiệm vụ sướng sướng làm mấy cái tăng thủ mà anh em không biết rồi. Rồi rồi một hồi thì mình đi mà là mình gặp năm cái đám lửa Free Fire này đang bao dây ba người. Bao mặt giáp quýnh lại bắt mình vô quýnh nha mọi người ơi. Trời trời, nít nôi vô bắt quýnh như lớn già là quýnh lại. Thì mình thấy cái game này, cái cơ chế của nó là thuộc dạng auto chest đó mọi người. Kiểu mọi người để nhiều vật vô trong mấy cái dương rồi để cho nó tự đánh ấy, hay như thế này nè. Rồi đánh xong thì nó cho mình biết mấy cái cơ chế game như là nâng cấp nhân vật rồi này nọ mọi người ơi. Nó cũng như bao tựa game gacha khác thôi. Đi một hồi thì nó tiếp tục bắt mình di chuyển và mình lại vô một cái trận combat đó mọi người ơi. Hậu xanh game này. Ok, thì vì mình mới chơi nó sẽ hướng dẫn mình cách xếp team này. Thì mấy cái con kiểu pháp sư xạ hữu đồ là nó sẽ ở đằng sau nó hỗ trợ mình. Còn mấy cái con tăng cơ đồ nó sẽ ở trước, nó chút chịu và nó gây sát thương. Thì nó có cái auto nè mọi người ơi. Thời đậu xanh mấy ông mà chơi game mà hơi lười là thời tới rồi. Sau nãy giờ mình làm mấy cái nhiệm vụ nói chuyện với NPC thì nó bắt mình tiếp tục chạy map tiếp nha. Rồi tới đoạn này nó bắt mình nói chuyện tiếp nè mọi người. Rồi rồi, mình nghe là sắp có gamma, sắp có quýnh lộn tới nữa mọi người ơi. Gió tới nè. Bà đẹp luôn, lốc xoáy nữa hay gì á. Người lốc xoáy luôn kìa. Vậy nhìn dục ở trong nhiệm vụ trong Monstar đó, Genshin vãi đây mà. Ok, cái này lại xếp team và đánh tiếp thôi anh em. Yes, game cơ chế quýnh nhiều phết đấy. Cuối cùng cũng quýnh xong mọi người ơi. Nó có một cái đoạn cutscene nữa. Liệu mình ta có hất tỉnh và ui hàng men nó hất tỉnh kìa mọi người ơi. Ui, Dr. Strange, anh ta đang làm gì đây? Ui, một cục nước bắn tùm lum. Bắn một cái gì đây? Bắn cái gì đây? Mọi người đang nhìn. Bắn một cái đúng. Ui, xua tan đi bão tố luôn. Đúng là men giống nghề của khác. Ui, ngậu vãi. Thì sau khi mình tỉnh dậy và mình nói chuyện với mấy con NPC một xíu nữa thì nó giao cho mình một cái cơ chế mà mình tin rằng anh em rất là thích, đó là cơ chế gacha nha.
Em sẽ quay 10 lần cho anh thử, cho anh em xem này. Yes sir. Bạn đi không? Ui, nổ vào này, ngon. Quá đã đi mọi người. Rồi, cái thời khắc mình hồi hộp cái này. Còn 5 sao đầu tiên trong tựa game này của mình nha. Yeah, Celia. Ủa, Celia chứ. Thì sau khi mà mình nâng cấp nhân vật xong thì mình có đi thám hiểm thế giới một xíu. Tại vì đây là game thế giới mở ấy, nên cái thế giới của nó cũng khá là rộng lớn. Mọi người có thể khám phá map, mở rương các kiểu nha. Mình thấy cái game này nó, cái thế giới của nó cũng khá là có chiều sâu ấy. Mọi người có thể tải về và trải nghiệm cũng như là tìm ra những cái bí ẩn của cái game này nha mọi người. Ok, và video mình đến đây kết thúc. Nếu mọi người thích thì để lại cho mình một like, một share, một đăng ký. Và nếu có cái vấn đề gì thì mọi người có thể bình luận ở dưới phần video để mình khắc phục vào những cái video sau nha. Tùy mọi người.